Seeder, cách create user Seeder. Xong. Số bạn chúng ta. Được chưa? Bây giờ chúng ta mở cái thư mục database này, seed này, thấy create user seed đó. Trong này nó có một cái function là run. Chúng ta viết code ở trong này. Được chưa? Ví dụ chúng ta tạo ra những cái user, ví dụ như sau, user sc này bằng một cái mạng. Mỗi một người dùng ở trong này tôi sẽ xác định là tôi tạo ra nhiều người dùng một lúc. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ tạo ra thêm những cái người dùng thì tôi sẽ là những cái phần tử mạng nằm ở trong. Thì tôi ở đây tôi sẽ có dựa vào các cột của nó nhá. Chúng ta mở cái bảng user này, có cột là ID, name, email, password. Được chưa? Chúng ta chỉ cần điền name, email và password thôi. Ví dụ tôi sẽ tiến hành là cột này là email sẽ mang giá trị là thiện th32 a@gmail.com. Tiếp theo là name sẽ bằng là string là thiện th. Phải nhìn vào đây này. Đỏ này, nhìn vào đây này. Không việc gì phải ống hớt quay ra đấy làm gì cả. Tiếp theo là password. Password này nó hơi đặc biệt, nó phải mã hóa. Cho nên chúng ta sẽ có là hash make một cái string nữa. Ví dụ tôi đặt pass của cái tài khoản này là 123456. Được chưa? Chúng ta phẩy tiếp để thêm người dùng khác. Ví dụ như ở đây email là quân nv quân nv a@gmail.com. Name bằng quân nv. Password cũng là 123456. Bây giờ ở đây tôi chỉ tạo hai user thôi. Xong chưa nhỉ? Và ở đây chúng ta dùng một cái hash này đúng không? Cái đối tượng hash này đúng không? Thì chúng ta nên use, nên nhá, không chứ nó không có lỗi gì cả, nhưng mà chúng ta nên use hash. Use tiếp db. Dạ. Bố ngoài cho Phượng nhá. Vâng, con nghe con được bảo đạt nó nhờ nó gọi hộ. Con đang đi dậy. Nha, để tí con gọi được con bảo. Nha.
Vâng vâng ok ạ. Đánh nhầm một nhá. Xong chưa? Đây. Mày nhìn vào đây cơ mà. Đây à. Bằng mọi giá phải nhìn được vào đây. To hơn là gì? Này cũng rõ hơn. Mày ngồi lùi vào đây. Nhiều. Nếu thế dây không kéo không đủ dài. Ai bảo kéo không đủ dài? Tôi kéo được không? Cho ông mất tôi cái gì? Chẳng mất gì. Cần loài cần lý kính không đeo. Mày thấy nó lỗi loài đây không? Nó không chỉ lỗi biết giá trị ở trong những cái kia thế nào. Hiện tại em chưa biết ý em mày. Mày cứ viết cái email của mày vào đấy. Đừng bảo không có email nhá. Tập cả luôn. Viết vào đây admin@gmail.com, cái đấy đơn giản nhất. Đâu còn email phải tồn tại đâu. Dạy cái thằng này rất là nhức đầu. Một là không nghĩ ra cái gì thì làm theo người ta đi. Chứ chờ ông nghĩ không phải đến Tết Tây. Vẫn lỗi. Đấy hết lỗi gì ạ? Gân cổ lên cả. Tạo một tài khoản nữa nào. Rốt. Tay ra. Tay ra. Và sao đã căn xuống xe lại. Người ta dạy cho không thích. Làm gì? Để im đấy. Bỏ tay ra. Ông như này không bao giờ ông lên được đâu. Người ta muốn dạy cho nhưng mà mình không chấp nhận thì không ai dạy đâu. Không phải để chủ mới đánh đập. Đây này, đây là đầu lòng nhá. Được chưa? Giữ ship này. Em một cái này. Sao? Bao nhiêu thao tác? Copy một cái này. Có nhanh hơn của 1 tỷ lần không? Sửa đi. Không bao giờ chịu học cái gì cả thì làm sao mà lên được. Vì sao mình học kém hơn chúng nó thì mình phải nghĩ ra chứ. Xong chưa? Rồi. Bây giờ mình có DB này. 2.2.table. Đóng ở ngoặc. User SC. Đã trong cơ sở dữ liệu của mình đây là user mà. Cái đối tượng, cái object user, cái DB này này là giúp mình tương tác với một cái bảng nào đấy trong cơ sở dữ liệu. Mình trỏ đến insert. Nhét cái biến user SC kia vào. Xong. Có mỗi vậy thôi. Đây. Insert. Cái biến user ở trên ấy. Rồi. Xong chưa? Các bạn ở dưới xong chưa? Trắng không chưa? Rồi.
Bây giờ này, để thực thi cái hàm nào để thêm dữ liệu ấy, chúng ta có PHP artisan db 2.sit. Sit là sit đỏ nhỉ? Sit đỏ cách trừ trừ class bằng tên của class này. Copy về đây. Rồi, ai mượn ông tạo tên class này. Tôi copy vào page đấy. Có biết copy không? Page trong này nó hơi khó. Copy cái này vào. Ctrl Z, sai rồi. Úi giời ơi, không vào đây. Đó nhá. Bấm một chuột vào đây. Kích vào đây. Kích vào giữa này. Kích đúp vào. Sao? Có nhanh hơn không? Tap sang cái con số lock kia. Rồi, chuột phải vào. Bệt. Sao? Mày có bao giờ mày học cái gì đâu? Enter xuống. Để mày xít thằng quần kia bộ láo. DBSit. Oh. Use statement non compound use hash no effect. Chúng ta comment hai cái use kia vào nhé. Không phải, chúng ta vẫn sử dụng được vẫn bằng use nhưng mà chúng ta phải thêm cái dấu xưởng phía trước như này. Thì thôi không cần cũng chạy được. Comment nào các. Chạy lại. Enter xuống. Nó chỉ là undefined variable. Không có đô la ở đây thì undefined variable. Gì vậy? No connection could be made because machine đã bật sạc nhau. Rồi cái bật MySQL lên được rồi. Rồi chạy đi chạy lại cô lại. Thì này ông chưa sửa cái NV đúng không? Này thì không biết cách làm nhanh, tôi vừa mới dạy rồi đấy. Ông kích đúp chuột một cái xong xóa đi có phải nhanh hơn không? Xếp xuống chạy đi. Hai nút chống. Ừ, nút chống thì để chống. Yeah. Không có cái database K30DL. Chúng ta mở cái bảng user, bạn nào chạy được rồi thì mở cái bảng user ra. Cái này phải có mạng rồi. Đã bật xem lại cái SAM kia xem nó bật chưa. Ngồi chạy lại đi. Đâu, cái database nó tên là K30DL. Ông cũng chưa có database đâu. Chưa cả migration cái gì đâu. Đây, chúng ta mở ra. Mở cái bảng user này ra. Reload lại. Thấy dữ liệu chưa? Password đã được mã hóa này này. Link. Một lần nữa tôi đuổi ra khỏi lớp đi nhá. Password đã được mã hóa ở đây này. Thấy không? Nó đều là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng mã hóa ở trong Laravel, kể cả hai cái tag giống nhau thì nó cũng có cái string khác nhau. Được chưa? Đấy là cái hay của cái thằng HashMake ở trong Laravel. Còn các cái field khác chúng ta không mã hóa gì thì nó vẫn hiển thị text như bình thường.
Được chưa nhỉ? Đấy là chúng ta sẽ tiến hành tạo ra các cái dữ liệu mẫu ở trong cái cơ sở dữ liệu này. Được chưa? Tí nữa chúng ta sẽ đến phần login, sử dụng login của bằng những cái tài khoản này luôn. Được chưa? Bây giờ chúng ta có những cái bảng riêng của mình đúng không? Tạo bằng migration đúng không? Thêm cho tôi mỗi bảng ít nhất 5 cái bảng ghi cho cái database của mình. Thêm đi. Nhìn gì? Thêm vào. Tạo ra seeder. Sau đó là chạy migration từng cái một. Thank you.
Thank you.
Copy cái này phát để tệch xuống đấy là xong. Đấy đúng không? Gì đấy? Không làm gì đấy? Đây là của cái gì? Đây là của cái gì con? Sao lại nè? Nó làm trong cái mục nào? Làm trong migrate này. Câu lệnh của migrate là gì? Đấy vừa qua đây. PP artisan migrate xóa đi enter xuống bảng product đã tồn tại rồi chạy gì nữa thấy chưa bây giờ tạo ra sibling để thêm dữ liệu cho nó đi. Vào tài liệu đọc tôi không quen nói thật đấy chứ mai ông tắt cái này đi rồi ông lùi lại kiểu gì mở tài liệu ra đọc cho nó quen đi cái gì càng khổ bạn phải làm quen với nó. Ôi giời ơi xong rồi. Làm đi thì bao giờ xong rồi. Thì tôi sẽ chuyển phần tiếp theo. Còn nếu mà còn không xong được thì cũng ngồi nhìn nhau. Làm nào nào.
name của product Omnable đã. Không phải cột nào cũng luôn được. Ở description luôn được nhưng ảnh luôn không? Có sản phẩm có nào mà không có ảnh không? Nghĩ đi. Nếu mà bảo có sản phẩm mà không cần ảnh, bảo có, không có thì xóa cái đi. Ta lại phải sẽ vậy đấy. Cột ID nó quy quy đúng không? Vậy thì không cần thiết phải chuyển dữ liệu nó.
chưa? Ghi xong chưa? Rồi, tiếp tục nha. Mỗi ông đạt như là hùng 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 còi. Ý, cái bảng của ông tên là gì? Ở đây, cái bảng của tên là gì? Ừ, thì vậy trong phần seeding là sao đặt sai tên rồi. Seeding. À, không giờ có đọc đâu. Rồi tiếp tục nha. Thế chúng ta đã xong phần seeding, được chưa? Tiếp theo này, bây giờ đến từ tượng làm phần authenticate nhá. Quân làm gì ấy? Không giờ. Bây giờ chúng ta sẽ ốp cái MVC vào trong cái project này. Thì hôm trước chúng ta mới làm browser và chuyển ra view luôn. Chúng ta còn thằng C, thằng V, à thằng C, thằng em chưa động đến đúng không? Bây giờ chúng ta phải làm việc với hai thằng đấy. Thì đầu tiên để tạo ra một cái bảng, một cái lớp là controller, thì chúng ta thực hiện câu lệnh là PHP artisan make 2 chấm controller cách. Ví dụ chúng ta có home controller đúng không? Controller đầu tiên cứ để là home controller đi. Để xem app này, HTTP này, controller này, chưa có controller nào. Bây giờ chúng ta có home controller. Thế nó xuất hiện chưa? Dạ. Rồi. Phần này có một lưu ý nữa. Xong đi. Xong chưa? Rồi. Sau này khi mà chúng ta làm dự án thì thường thường người ta chia ra phần client, phần admin đúng không? Phần quản trị và phần cho người dùng theo. Được chưa? Thì controller chúng ta cũng có thể chia ra được. Thì bây giờ ví dụ như kiểu là tôi sẽ chia ra trong controller tôi có client controller và home controller, client và admin controller. Thì tôi có thể là ví dụ như tôi tạo ra một cái là dashboard controller nhé. Dashboard controller. Biết đi. Rồi, dashboard controller. Xong đâu? Sáng này. Tôi cầm đèn chạy chiếc ô tô. Được chưa? Từ tượng enter. Nhưng mà cái dashboard controller tôi muốn nằm trong một cái thư mục. Mà ở cái thư mục đấy chỉ toàn chứa những cái controller phải dành cho phần admin thôi. Thì tôi tiến hành là thêm chữ admin vào đây. Cái admin đằng trước này là tên thư mục nhá. Chúng ta viết hoa thì viết thường cũng được. Như tôi hay viết hoa. Chúng ta admin này sược dashboard controller. Được chưa? Đến đây enter được. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó tạo ra một cái thư mục admin và trong này có cái dashboard controller. Thấy chưa? Được chưa nhỉ? Xong chưa? Ông Tráng này ông Quân xuống ngồi ông Tráng. À thôi rồi, thằng Hiếu, Hiếu sang ngồi nào. Thấy sống để người khác cứ phải kêu mang mình. Thằng Hiếu nó thuận tay trái à? Thuận tay trái à? Thì sao để chuột bên đây? Được chưa nhỉ? Bây giờ từ cái round chúng ta Ctrl P để tìm cái file web chấm php. Bây giờ từ route tôi muốn truyền ra cái wow không chấp đâu nhỉ, đây homepage này đúng không, tôi muốn truyền cái này vào trong cái controller kia để tôi xử lý. Thì tôi copy toàn bộ cái nội dung này, cắt đi và tôi mở cái home controller kia ra, tôi viết một hàm là public function, ví dụ tôi để index chẳng hạn, sau này tôi pẹt xuống cái mớ kia,
Được chưa? Tôi pẹt xuống, sau đó tôi truyền từ cái route này vào trong controller thì tôi có cái string. Mày cứ ngồi mày cười đi, mày lại không hiểu gì đâu. Route này tôi có một cái string là admin sược, ao nhầm, đây chỉ biết là home controller a cộng index. Vào đây tôi bỏ, tôi tạm thời tôi bỏ cái triangle này đi, bỏ luôn cái request này đi, tôi sửa cái này thành sược. Ở đây tôi để đặt cho nó một cái name là homepage. Hả? Sao ông làm gì ông lục bục mãi vậy ông? Gì mà dashboard controller lại copy từ cái gì vào đấy? Sao này copy từ create product? Mệt thế ông quá, cái ông làm ơn tôi làm cái gì thì ông tập trung vào đây ông làm theo với tôi. Tôi nghĩ là tôi làm không nhanh, không đến mức mà nhanh mà không theo dõi được. File gì đây? Copy từ đâu ấy? Trong thư mục route. Thư mục route đâu? Đây này. Đấy, copy nguyên cái mớ này. Đấy đúng rồi. Copy vào, cắt luôn cũng được. Cắt là Ctrl X. Paste xuống đấy đúng rồi. Rồi xong, format lại nó đi. Thằng này chuẩn bị ăn đập này. Format như nào? Thằng nào là cha, thằng nào là con? Public là cha đúng không? Thằng con này lùi một tab. Giờ này là giờ để ông đi tìm hiểu như thế ạ. Ông mà đi làm như này nó sau 3 ngày nó đuổi thẳng cổ ông luôn. Mục tiêu của ông là học để ông đi làm chứ không phải mục tiêu của ông ngồi ông nghiên cứu những cái thứ này. Những cái thứ này về nhà ông tìm hiểu. Cứ để người khác phải bực mình. Rồi sao nữa? Ôm tập thẳng đi luôn. Đạt này đầu óc rất là có vấn đề. Đạt ạ. Nó tìm cái file nào nữa. Đó chính là cái file đấy đấy. Không biết làm nào luôn. Tôi nói thật với ông ạ. Đạt. Nghe này. Lúc người ta nói thì phải nghe. Cái chăm chú vào đây làm cái gì có nghe không? Có ạ. Mày còn đang làm gì đấy? Nghe này. Nói chuyện với người khác phải quay mặt vào với nhau. Ông mà còn tiếp tục như này ấy,
tôi trả ông về cái trường và trả với ông về cái nhà sản xuất, đúng không? Khi mà người ta giả thì mình xem và nhớ lại mình làm theo, chứ không phải là khi mà người ta giả người ta tập trung vào mình quay vào mình cốt và copy ở cái chỗ các thùng lum ở đâu đó. Hiểu đạt cách học đấy không ổn đâu, nói thật đấy, cách học đấy không hề ổn đâu. Những cái việc nếu mà ví dụ tôi đã demo ở đây, nếu không theo kịch bản thì sẽ cần chép vào, ví dụ sửa file home, chọn vào trong file controller, ký tự như vậy, ký hiệu như vậy thôi, sau đó kiểu gì cũng để cho mọi người cái thời gian để mọi người tốt. Chứ bây giờ mà tôi cứ giảng xong ông lại làm ở một chỗ khác, tôi lại quát ông quay lại đây copy ở chỗ này, xong mọi người ở một dưới để chờ, thì có hợp lý không? Ừ đấy, thì phải mình thấy là lần đầu tiên tôi lôi ông lên đây đã có vấn đề rồi, đúng không? Đây đã có vấn đề rồi, mình phải nhìn nhận ra cái vấn đề đấy, là mình làm sao mình phải cải thiện mình chứ. Chứ đừng có để mà người ta cứ cảnh báo lên hiện tại có chịu không? Có chịu không? Mình cũng có cái tôi của mình, đúng không? Mình thấy rất là khó chịu với những cái kiểu như vậy. Nhưng mà mình phải nghĩ là vì sao mà cứ phải gào vào tai mình, đúng không? Thì mình tức là mình đang có vấn đề gì đấy. Nếu mình nghĩ mình không có vấn đề gì, tất chắc chắn vấn đề của họ. Nhưng mà ở đây mình nhìn thấy rõ ràng đây là vấn đề của mình, thì mình phải tìm cách thay đổi, chứ không phải là mình cứ mãi mãi như này, mình không đi lên được một cái nào. Như Duy này, lúc đầu tôi đánh giá ông cao hơn Duy, thật. Lúc đầu vào lớp tôi đánh giá ông cao hơn Duy, nhưng mà cho đến bây giờ Duy thay đổi thì nhiều, thậm chí Duy nó hơi được chán bây giờ. Ở trong lớp này tôi đánh giá hết, tôi đánh giá tất cả mọi người, chứ không phải là cứ dạy xong là xong đâu. Nó có cố gắng, ít ra về nhà nó cũng làm bài tập, rồi thì nó sau trong những cái buổi nó theo dõi kịp nên đã thành công rồi. Nhưng mà mình tôi thấy ông là đang dậm chân tại chỗ, không đi lên tí nào, rồi để xem lại cách của mình học nhá. Được chưa? Bây giờ cái việc ở đây là gì? Xóa trắng file đây, viết lại như này. Có đơn giản có vậy thôi mà ngồi đây may. Để ý này, thì round là round get, đúng không? Thì đây mình có cái round get đây sượt đây rồi, đúng không? Bây giờ người ta có thêm phẩy sau cái dấu phẩy là một cái string home controller index, xong đặt cho nó một cái tên. Được chưa? Cái này có thấy có không? Không có thì xóa mẹ nó đi, đúng không? Xóa một dòng là Control X. Đấy, có dưới con này X hay đi. Nào, mình cứ thong thả thôi, nhìn. Xóa bằng sườn đi, cả một function đi. Function bắt đầu từ đâu đến đâu? Function là bắt đầu từ dấu đóng mở ở đây, đúng không? Đúng rồi. Đấy. String. String nào là một string? Chữ A còng tôi đâu? Linh ra nó ngồi nắm một bạn cào lại. Linh lâu lắm thì có cảm giác nắm dài là như nào. Xong chưa? Nhìn kỹ chưa? Được chưa? Rồi xong.
Xem hàng trong home controller có phải là index không? Đây, control A. Đấy, có home controller ở đây. Đấy, thấy chưa? Làm index của ông có cái mẹ gì đâu. Nếu ông copy ở đâu nhưng mà cái này ra xem nào. Đây, nếu ông copy bố vào đây rồi copy hết cái chỗ này vứt sang bên kia. Cắt, đúng rồi. Thông minh hơn đấy. Xếp xuống. Xếp xuống đã. Rồi. Đúng rồi. Xếp xuống. Tiếp tục này, bây giờ kiểm tra xem nó chạy không. Thì vào localhost 8000 xem có ra đúng cái view hôm trước không. Úi giời ơi, lỗi mẹ rồi. Mở cái file view xem nào. File view nào, đây file view là file homepage. Úi giời ơi, homepage.blade đấy, enter luôn. Rồi đếm xem nào. Xóa đi, xóa đoạn đi. Rồi từ từ bình tĩnh đi. Sai ba này. Rồi, chạy đi xem. Xem chưa? Rồi, xong rồi đấy. Được chưa? Xong chưa? Tiếp tục này, xong đến controller chưa? Đây chúng ta truyền một cái route vào một controller nào xử lý, chúng ta dùng cách này. Được chưa? Hả? Giỏi rồi, controller này bà chỉ cần truyền ra cho tôi cái view là xong rồi mà. Được chưa? Hả?
này biết làm sao nữa. Bảo hôm là xong chưa? Bây giờ tương tác với dữ liệu này. Đây nhá, các bạn lưu ý này. Ở trong, tôi lưu ý thêm một chút này. Ví dụ ở trong Laravel của chúng ta hôm trước Quân nó có hỏi một câu là truyền nó JSON, đúng không? Truyền dữ liệu nó JSON, sau này chúng ta sẽ được làm việc với JSON rất là nhiều. Việc truyền nó JSON như thế nào? Tôi tạm thời comment cái, tôi truyền nó JSON nhá. Tôi comment cái này vào. Tôi viết ở dưới này là return response. Chưa? Trỏ đến JSON. JSON. Đây tôi truyền cái dữ liệu là ARR vào. Được chưa? Thì đây các bạn sẽ nhìn thấy nó là một cái mảng chứa JSON ở trong. Được chưa? Thì đây là cái dữ liệu của chúng ta ép kiểu sang kiểu JSON sau này để truyền cho JavaScript. Được chưa? Thì nốt vào để sau này tránh quên. Respond JSON. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ trong trường hợp chúng ta muốn cái trang của mình ấy, các bạn lưu ý này. Các bạn lưu ý này, muốn trang của mình khi mà vào đây xử lý xong logic nó redirect cho một trang khác đúng không? Chuyển hướng cho một trang khác thì chúng ta có như sau này. Ví dụ tôi ở trong web này tôi sẽ có một cái route2.get. Đây là test. Tôi xử lý bằng function. Ở đây tôi return ra một cái text. Đây là redirect target, ví dụ thế. Mặt mày cần thế bao lâu phải không? Chưa biết. Chưa đi đo. Mày đi đo ngay đi. Target trong đặt cho nó cái tên. Đây là test. Cái linh tinh đấy. Cái gì là text chứ mà không viết cái gì còn được. Có đâu kết thúc ở đấy luôn được mà. Rồi URL của nó đâu? Mày. Nó có bị lag không? Không. Sao tôi chỉ lên trên ông lại viết xuống dưới? Rồi viết chữ test, sửa test rồi đấy. Rồi ở dưới là name. Đặt cho mình cái name. Name ở đây à? Đúng rồi. Cho đến nó mở ngoặc test rồi xong. Được chưa? Bây giờ chúng ta muốn redirect, khi mà xử lý xong cái mớ này muốn redirect sang một cái trang khác. Được chưa? Chúng ta làm như sau. Return redirect. Được chưa? Return sang cái route tên là test. Nó khác quá.
không ra đâu, đừng hy vọng là nó hỗ trợ. Ôi giời ơi, không có nhìn vào đây thôi mà cóp sang đây thôi mà không được à? Vẫn sai rất nhiều ấy. Không biết sai đâu à? Ông nhìn vào đây và so sánh với của mình. Vẫn không thấy mình sai. Chữ hoa chữ thừa không ạ? Sao? Ô hay cái chữ R của tôi viết thương. Chưa xong. Homepage trên comment nào. Comment cả cái dòng thế nào. Thằng này nhá, thằng Đạt này nhá, thứ ba tuần sau là phải có kính mang đi đeo vào. Cho thứ ba tuần sau tôi không thấy ông đeo kính hoặc là kính không độ mang lên đây ấy thì đi ra khỏi lớp ngay nhá, nha nha, nghe chưa? Có mỗi chép vào thôi mà ông chép được chẳng hiểu ông như nào luôn, thấy chưa? Enter localhost 8000 thì nó sẽ tự động redirect sang là localhost sực test. Được chưa? Và cái subtext cái nó trả chúng ta là redirect target đúng không? Đúng là cái text chúng ta trả về đúng không? Mày viết sai chính tả. Ở home ấy, ở web. Đây này. Được chưa? Có vậy thôi. Rồi comment vào và ăn comment cái return view đi. Bây giờ chúng ta sẽ tương tác với cơ sở dữ liệu này. Để tương tác với cơ sở dữ liệu, ví dụ như tương tác với bảng user, được chưa? Thì chúng ta ở trong cái app này này. Trong cái app này nó đã có sẵn một cái model tên là user.php đây rồi. Được chưa? Chúng ta mở nó ra. Được chưa nhỉ? Trong này chúng ta sẽ có thêm một cái biến nữa là protected table, đô la table, tôi cũng chẳng biết cái này đúng không. User SC, đây là cái class này nó sẽ đại diện cho bảng user, được chưa? Không nhá. Đây là hai dấu phẩy mà mày lại mở ngoặc string array ra làm gì ở Đạt? Chẳng biết xử lý ông kiểu gì nữa luôn. Có nhìn thấy cái chữ SC không? Gì nữa? Rồi. Thì đây là cái bảng cái user cái class user này sẽ đại diện cho cái bảng là user ở trong cơ sở dữ liệu. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu này. Chúng ta sẽ có là cái use app sược user ở trên này.
để ở trong cái class này của chúng ta được phép sử dụng cái lớp user kia. Sau đó chúng ta tiến hành lấy ra toàn bộ user thì bằng cách user này bằng lớp user 2.own như này. Và chúng ta tiến hành dd ra cái biến user kia. Dd là hàm Vadam và Dai. Rồi các bạn chạy vào localhost 8000 đi. Nó ra collection là ra 2 đúng không? Item là 2 đúng không? Đúng không? Thì ở trong cơ sở dữ liệu của chúng ta cũng có 2 cái dữ liệu ở trong bảng user thôi. Thì bây giờ chúng ta mở bung nó ra. User vào cái attribute ấy, chúng ta nhìn thấy thiện th 32 gmail đúng không? Password là như này. Ở dưới này sẽ là quân. Quân nv gmail.com password là như này. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa nhỉ? Lỗi gì? Trở
nhảy theo, lên hình chưa? Đấy là chúng ta đã lấy được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nhá. Giờ tôi thêm này, tôi thêm nhá. Chúng ta mở cái bảng product ra xem nó có những cái gì đã. Ví dụ product của tôi là có name, feature, image, list, price, sell price, description đúng không? Tôi xem ở trong cái bảng đấy nó có những cái cột nào là cột phải require, tức là phải nhận dữ liệu. Ở đây tôi có là name này là cần nhận dữ liệu, list price này, sell price là phải nhận dữ liệu đúng không? Đây là với cơ sở dữ liệu của tôi. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái URL mới ở trong web này. Trong web này lấy ra, chúng ta đã có round 2.get ở đây string là add trừ product, nhận những cái dữ liệu ví dụ như kiểu là name này, sược, list price, sược, sell price, và sẽ được xử lý ở home controller hàm add product, đặt tên cho nó một cái name bằng add to product. Không được, con rùa này nhanh lên. Ông chỉ có đi việc này, ông đi chết rồi. Đây, dễ nhìn nó rồi.
thì tôi chỉ chờ có thằng này xong rồi tôi chuyển tiếp, nó không xong thì cứ ngồi. Xong cho ông này, Thánh này. Mày lại viết dấu cách đấy, mày lại đập bây giờ đấy, bạn ạ. Trong URL có bao giờ người ta chấp nhận dấu cách ạ? Xong chưa? Biết cái gì kia như là cái gì hỏi đạt bỏ con chuột tôi xem nào. I am gay là gì? Hàm xử lý là hàm nào? Đã ngáo rồi. Hàm nào sẽ xử lý trong URL này? Chưa có thì cứ viết tên nó ra đấy, tí nó tạo ra cho làm sao. Ô hàm cơ mà, hàm đặt ở đâu? Hàm là sau dấu a còng, còn đằng trước là controller. Rồi, xong. Bây giờ chúng ta tạo ra một cái hàm ở trong controller. Copy cái tên này, copy cái tên sau dấu a còng này. Vào trong này chúng ta tạo ra một cái hàm mới. Đây là public function. Tên hàm nhận các biến. Ở đây chúng ta có ba cái biến require đúng không? Là biến name, phẩy, biến list price và biến sell price. Ở trong này nó nhận, nó truyền vào ba cái biến này, thì ở ngoài kia chúng ta cũng hứng ba cái biến đấy. Bây giờ tôi sẽ tiến hành thêm dữ liệu vào trong cái bảng product thì chúng ta coi này. Được chưa? Tiếp tục này, xem này. Trước đấy thì tôi sẽ tiến hành là product bằng tôi sẽ bằng cái product own. Thì bây giờ tôi phải tạo ra cái model là product đã. Tôi sẽ có là php artisan make 2.model sửa cách ra product. Enter xuống. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái product ở đây. Ở trong cái thư mục app ấy có một file product.php đúng không? Đây chính là cái file model của chúng ta.
Bây giờ tôi sẽ làm cho cái mô đồ đại diện cho một cái bảng cơ sở dữ liệu. Tôi sẽ có là protected dollar table bảng, bảng của tôi là product sc. Các bạn phải xem ở trong cơ sở dữ liệu của bạn, các bạn bảng product tên là gì nhá. Xong các bạn viết cái tên của nó vào lại đây, chứ không phải bảng của nào. Tôi biết là nhiều người ở đây viết sai chính tả, nhiều người viết không có sc, cho nên là xem lại trong cơ sở dữ liệu của mình cái bảng product tên là gì thì mình viết tên nó lại đúng chính xác vào đây. Hả? Ờ em thì kinh rồi. Mỗi tội học dốt rồi nhưng còn cái gì kinh. Người yêu cũng xinh, cũng đẹp trai, có nghề nghiệp ổn định, có laptop xịn, điện thoại xịn. Mỗi tội học dốt rồi. Được chưa? Tạo product chưa? Rồi xong. Bây giờ này, ở home controller ở cái hàm trên đã, thì chúng ta phải use cái app sược product chấm phẩy ở đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ là 2.product 2.own này. Được chưa? Và chúng ta sẽ DD ra cái product. Bây giờ chắc chắn nó sẽ ra null rồi, nó không có gì mà. Cho nên nó sẽ ra null. Đây chúng ta test. Mở cái localhost 8000 là reload. Nó sẽ ra item rỗng đúng không? Không có cái gì cả. Được chưa? Bây giờ chúng ta thêm này. Và trong add product này chúng ta có model bằng new product. Đóng mở ngoặc này. Model trỏ đến name bằng cái biến name nhận được này. Model trỏ đến list price bằng cái biến list price nhận được này. Model trỏ đến sell price bằng cái biến sell price nhận được này. Xong chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là model trỏ đến save. Sau đó là return redirect về route là home page. Biến nhận được có nghĩa là biến gì? Biến ở trên đi cả. Copy cái tên biến vứt vào. Chứ viết lại chưa chắc là đúng đâu. Nó đúng cố bướng thôi mà. Không biết đúng sai, tôi bảo là copy cái tên biến vứt xuống. Kích đúp, đúng rồi. Vứt đâu. Rồi, copy nốt cái biến ở trên. Rồi, tí nữa vứt xuống. Cái đây là sell gạch dưới price bằng cái biến đấy. Bằng đô la. Đúng rồi, pet shop. Đúng vậy. Nhanh hơn tỷ lần.
không nhớ cho đến sếp không nhớ. Đây là test này, chúng ta có cái URL là s gạch ngang product đúng không, copy ra ngoài trình duyệt s product sược này. Đây tôi viết là chữ viết tiếng Việt ở ngoài, điện thoại iPhone 78 đi, giá là 8.000, giá bán là 7.500, điện thoại tàu mà chỉ bằng này thôi. Được chưa? Enter xuống. Bây giờ nhìn thấy collection mà array 1 đúng không? Điện thoại iPhone 8, list price 8.000, sell price 7.500. Xong chưa? Rồi tôi tạo mới một sản phẩm nữa. App trừ product sược điện thoại thì tủ lạnh Samsung. Tủ lạnh Samsung Galaxy S9 giá là 7.900, giá bán là 7.300. Enter xuống, thấy hai sản phẩm chưa? Đây hai sản phẩm. Đấy, hôm nay chỉ đến vậy thôi, không cùng nhiều. Thế nhỉ? Hôm nay chúng ta học seeding này, tạo model này, tạo controller này. Sau đó thì chúng ta tương tác với dữ liệu đấy bằng bằng controller và truyền ra ngoài màn hình hoặc là thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu. Được chưa nhỉ? Mệt lắm. Được chưa? Con nào thắc mắc gì không? Có đứa nào thực hiện fail không? Cái gì? Mày lại làm sao? Không sợ chưa? Anh không bật thì làm sao có sự lựa chọn được. Anh đã bắt đầu tắt tôi này. Ông có gì cái lúc bằng tài tác không? Này nhá, bây giờ này là giả nhá. Tôi thực hiện cái này luôn. Bây giờ cũng gọi là công cụ ạ. Tôi sẽ cho anh một tấm bút tài. Dạ, anh con giờ cũng phôn lên thôi. Được chưa? Không phải biết cái này ở đâu anh. Đóng cái hàm trên đâu. Thì biết luôn hàm mới ở trong cái hàm, hàm ngoài này. Bây giờ ở sáng. Thank you.
này, bên này. Đây là biên đạn từ trên của nó xuống. Chưa nhỉ? Rồi vậy thôi, hôm nay chúng ta chỉ vậy thôi. Link điểm danh, link. Alo. Đang ở trường. Tôi đang ở trên tầng 5. Chờ tí nha, tôi xuống. Linh điểm danh đi Linh.